Mặc cái xanh mang cái xanh, gặp ông đô Nguyễn Tài Mạnh. Mặc cái đen mang cái đỏ. Xin mời ông đô và dưới sới nghe trọng tài chính xe này. Bớt ông ngô 2 chiêu cho mẹ hỏi chân đi. Bớt ông ngô 2 chiêu cho đi. Ông ngô 2 chiêu. Tao 200, tao 200. Bớt chửi là ông ngô 2 chiêu cho đi. Từ ra anh quên được hả? Xin mời Hang Đô bắt tay thân ái đoàn kết, bắt tay trọng tài trước khi thi đấu. Hang Đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, hiệp thứ nhất bắt đầu. Đấy chưa, nào. Đá bao rồi con nào chị tưởng thế. Giới nghe công bố kết quả ở hiệp thi đấu thứ nhất với 1 phút 1 giây, ông Đô Lê Tú đã thắng tuyệt đối. Xin mời Đô Tú và nhà Lèo.